Tại các tỉnh biên giới vẫn phát hiện các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp không thực hiện cách ly phòng chống COVID-19 theo quy định. Do đó, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực. Trong khi đó, thời điểm cuối năm, dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đáng, nhu cầu đi lại về nước của người dân rất lớn. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các địa phương cần tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống COVID-19 đặc biệt là phải đảm bảo an toàn khi nhập cảnh, cũng như việc đưa đón từ cửa khẩu, các khu vực cách ly y tế đối với người nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, cần quản lý chặt chẽ suốt nhập cảnh qua biên giới, đặc biệt chú trọng quản lý các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh đề nghị mỗi người dân cần thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, người nước ngoài và những người mới trở về từ vùng dịch cư trú tại địa phương hoặc gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế Tây Ninh 0947 209050 hoặc Bộ Y tế số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095.